Xin mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì như yêu cầu thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cái mô hình trồng bầu mà nó đang chuẩn bị nó ra trái nha các bạn ha. Thì đây cũng là một cái yêu cầu của một bạn đã bình luận trên kênh của mình á, thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Rồi mời các bạn cùng xem. Thì đây là cái vườn bầu mình muốn quay cho các bạn xem nha. Thì cái vườn bầu này các bạn là của dì Út mình các bạn, thì cái vườn này á thì cũng trồng leo vàng nha mọi người ha, cũng như là cái phủ bạc các bạn. Vì thời tiết thì bữa giờ thì cũng có mưa các bạn, nên phủ bạc các bạn thì nó sẽ giữ được cái độ ẩm các bạn. Cũng như là cái khi mà mình bón phân thì phân của mình nó sẽ không có rơi rớt ra ngoài các bạn, giữ lại được cái lượng phân khi mình bón định kỳ cũng như là bón thúc nha các bạn ha. Thì cái giống bầu này là dì Út mình các bạn thì trồng cái giống bầu lai F1 các bạn. Cái thời gian thu hoạch rộ của nó là khoảng đâu là 45 ngày đến 50 ngày nha các bạn ha. Nó cũng hơi trễ so với những cái giống bầu khác. Thì hiện tại là đang là mùa khô, nhưng mà qua nay các bạn thì cũng có là mưa các bạn. Mưa các bạn thì năm nay mưa sớm các bạn. Thành ra bây giờ là từ trước là dì Út mình cũng đã tính là tính trồng là theo cái kiểu là lót rơm cũng như là bò đất á. Nhưng mà hiện tại là đang có cái vàng này, hôm bữa trồng dưa leo các bạn, hiện nay tiếp tục là trồng luôn cái bầu bí ha. Thì cái cách trồng các bạn thì như những video trước thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn rồi, thì nó cũng khá dễ thôi các bạn. Cái khoảng cách trồng của nó là khoảng đâu từ 3 tấc rưỡi đến 4 tấc cho một gốc nha các bạn ha. Đó, thì mình trồng cái khoảng cách như vậy thì sau này nó cái bầu mình đó các bạn, nó bò nó thông thoáng cũng như là nó sẽ quang hợp tớp với các bạn, thì nó sẽ ra trái nó được suôn hơn, cũng như là mình bón phân cũng như là mình đi hái trái thì nó cũng rất là ok. Đây các bạn nhìn lá xanh mơn mớt ha. Thì cái cây này các bạn, thì cái dây bầu này thì bạn muốn nó xanh như thế này thì bạn phải am hiểu về thuốc. Thì ở đây thì mình xin chia sẻ cho các bạn những cái thông tin để cho những cái người bạn mới của mình, các bạn có thể là tham khảo cái cách trồng của riêng mình thôi nha các bạn ha. Có nghĩa là mình chia sẻ cho video cho các bạn là xem với cái mục tiêu là tham khảo thôi, nó chứ không có là cái ý là chia sẻ cũng như là chỉ các bạn nha. Đó, đây là chia sẻ cho các bạn góp ý. Thì ở đây thì mình hay xịt phòng cho nó, phòng cái bệnh sương mai nè các bạn. Tại vì mưa tới các bạn cũng mình phải, mùa mưa cũng chuẩn bị tới thì phải phòng bệnh sương mai của nó. Thông thường thì mình sẽ xịt cái thằng Max Hero nha các bạn ha, hoặc cái thằng Cariotop. Thì hai cái loại thuốc này mình hay chia sẻ cho các bạn về cái trồng dưa leo nè, trồng những cái loại mà dây bò mà lạng dạng như nó lá nhám các bạn. Đó, mình hay chia sẻ cho các bạn lắm, tại vì mình thấy nó rất là hiệu quả. Thì các bạn nếu như là các bạn nào mà không tin á, thì các bạn có thể áp dụng trên một dây trước, các bạn trồng rồi các bạn xịt cho bạn thấy nó hiệu quả rồi đó, thì các bạn hãy áp dụng trên một vườn nha. Thì bạn nào mà xịt mà thấy hiệu quả thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới video mình để cho mình biết ha. Thì nếu như các bạn mà xịt mà thấy hiệu quả rồi, các bạn hãy cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký ha. Nó thì đây mình chia sẻ cho các bạn vậy. Tại vì hôm bữa tính là không có quay cái vàng bầu, mình tính quay về chủ đề cây cà pháo nó nhiều hơn, tại vì mình đang tập trung về cây cà pháo các bạn. Nhưng mà có một bạn là hỏi mình là có cái vàng bầu nào mà nó đang mới trồng mà nó đang phát triển hay không. Thì ở đây thì mình liên hệ với dì Út mình á, mình có điện thoại dì Út mình hỏi, thì dì Út mình nói là cũng có đang vàng bầu cũng đang trồng á, thì mình nay mình xuống quay cho các bạn xem đó, để mình phóng to cho các bạn xem nè. Thì cái này trồng cái mô hình này á, là cũng rất là ok nha các bạn ha, tại vì có phủ bạc các bạn. Cái phủ bạc nó rất là hay hơn cái vụ mà trồng bầu bí mà nó cho nó bò đất. Bầu bí mà nó bò đất các bạn thì các bạn trồng nó phải là cái khoảng cách nó, cái đất nó phải cao cũng như là nó thoát nước được, thì cũng như là cái khoảng cách nó phải xa khoảng là từ là 3 mét mấy cho một clip các bạn. Thì rảnh thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái mô hình là trồng bầu bí mà nó bò đất ha. Thì nay thì mình chia sẻ cho bạn là nó leo vàng. Thì trong những video trước thì mình cũng có trồng bầu bí các bạn, nhưng mà nay nó cũng lão rồi, tính quay cho các bạn xem về cái mô hình đó mà sợ nó lão rồi mình chia sẻ lên trên kênh YouTube của mình á thì nó cũng không có được hay mấy các bạn, tại vì nó cũng có một số nó tàn các bạn. Thì ở đây thì mình quay nó nhiều góc cho các bạn xem ha. Đó, thì bạn nào xem mà đang kênh mình mà thấy hay thì hãy like cũng như là subscribe kênh mình ha, để mình có động lực mình chia sẻ cho các bạn những cái video khác ha. Thì ở đây thì mình đang quay bằng tay các bạn, thành ra nó sẽ không có được thẳng các bạn, nó hơi rung lắc tí, thì các bạn xem thông cảm cho mình ha. Đó,
Thì đây là cái vườn bầu nó rất là tốt nha mọi người. Đó, được đi lưới nó rõ ràng luôn. Đây các bạn, đây các bạn xem nè. Đây, để mình đi tới mình phóng to cho các bạn xem nha. Thì hiện tại là trời nó đang rất là nắng nha mọi người. Để quay cho bạn xem đồng ruộng nè. Nó để đi tới một khúc nữa. Thì bạn nào mà đang xem kênh của mình các bạn, mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới video ha. Thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Cũng như là mình sẽ chia sẻ cái kỹ thuật của mình cho các bạn tham khảo ha. Còn đây là cái vườn bầu của dì Út mình. Để mình đi quay một chút nữa thì mình sẽ dừng cái video này nha. Thì chủ yếu là hôm nay là đi quay cho các bạn. Có một bạn là bình luận trong kênh mình á, bạn đó kêu mình đi quay cho các bạn xem cái vườn bầu mà nó chuẩn bị nó ra quả. Thì hôm nay mình quay cho các bạn. Thì cái đám bầu này các bạn, thì bây giờ là mình có thể là mình bón thúc được rồi. Thì cái bón thúc thì mình nên khuyên các bạn chọn theo cái giá cả của cây bầu các bạn. Ví dụ như giá bầu mình nó ổn chút xíu thì các bạn nên đi 4 phân là 20-15 các bạn, cộng với hàng canxi bo, hai đó bằng cộng bằng đi bằng 4 thúc này rất là ok. Còn mà giá mà nó rẻ quá thì các bạn nên sử dụng những cái loại phân thường thôi, các bạn bón là được rồi các bạn. Thì có nhiều người là người ta nói vậy nè, nếu mà bón những cái loại phân thường thì sao mà nó cây nó phát triển được, cũng như là nó có cái hiệu quả cũng như là cái năng suất. Nhưng mà mình nói vậy nè, phải coi vào cái giá các bạn, như theo mình các bạn thì mình coi vào cái giá, chứ mình không có thể nào là mình bón phân, biết rằng là bón phân loại tốt thì cây nó sẽ tốt các bạn, nó sẽ ăn trái dai hơn những cái phân thường. Nhưng mà phải coi vào cái giá các bạn, mình là phải coi theo cái giá, chứ mà cứ nhắm phân nó tốt, bón cho cây nó tốt rồi cái giá nó rẻ quá. Có đợt trước các bạn bán bầu các bạn chỉ có 800 đồng một ký thôi, lỗ sặc nghiệp luôn các bạn. Nó thì đó mình chia sẻ cho các bạn. Thì có một số bà con là người ta chơi hết tay luôn các bạn, rồi dữ lắm rồi mình què vốn hoặc lỗ luôn các bạn, chứ không có lợi lớn nhiều các bạn. Trồng kinh mình làm nông nghiệp các bạn mà mình cứ đầu tư nó nhiều quá các bạn thì mình sẽ không có lợi nha các bạn ha. Ở đây thì mình chia sẻ những cái gì mà nó thực tế nhất, cũng như là góp ý cho các bạn nào mà đang trồng đồ thì các bạn có thể là tham khảo cái cách trồng của mình thôi. Thì có lẽ thì mỗi người cũng như là các anh các chú trồng đồ hay thì anh em mà xem cái video này thì anh em có ý kiến gì thì anh em cứ để lại ha. Thì mình chia sẻ là những cái gì mà nó thực tế của riêng mình thôi đó. Thì chứ không có kêu là các bạn là phải làm theo. Ví dụ như cái bệnh xương mai ở đây mình xịt thằng Mad Hero đó, thì anh em có thể xịt những cái loại thuốc khác vẫn được nha. Đó, ở đây thì mình chia sẻ những cái gì mình biết thôi. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại anh em cũng như là quý bà con ở video tiếp theo của mình ha. Rồi mình xin trân trọng nha.